Đò cập ngang bên sông biết anh sang. Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay là Ngọc sẽ đáp ứng lại yêu cầu của những bạn đã comment trong video lần trước, đó là kêu Ngọc vác hơi ngực và cạo gió lưng. Thì hôm nay Ngọc sẽ vác hơi ngực trước để đáp ứng lại yêu cầu của các bạn nha. Không có mệt mỏi, không nhức mỏi gì hết trơn á, nhưng mà làm theo yêu cầu của các bạn thôi à. Mong mọi người thương Ngọc á, tiếp tục ủng hộ cho Ngọc nha. Được không? Không. Dắt chỗ này nó hơi đau hơn dắt cái lưng này. Thịt ngon, cảm giác làm sao nói cho các bạn nghe không? Hít nhưng mà cũng im lắm á. Hồi sớm giờ thì cũng hơi mỏi dai. Ê, vô cái cây gọi ra ngoài này nè. Ủa sao không dắt ở đây trước? Cái này ngóng này à? Im lắm á cả nhà. Giác ở đây ngóng nè, ngay con bướm nè. Ôi, con bướm giác nó chết. Nè, giác ở đây ngóng luôn nè. Giác nó có hít đâu. Bông đờ cập ngang bên sông, biết anh sang lòng em vui thầm. Đó. Giác được để coi coi bốn ống nhỏ. Cái máy bị gì bốn, cái này không có chỗ để lớn, cả nhà nhỏ. Cái ngực của Ngọc nó nhỏ xíu à, không có giác được. Ôi trời, bấm làm chi, quay lên cho cả nhà thấy rồi, thấy không cả nhà? Cái ngực của Ngọc nó nhỏ mà giác được có mấy ống à, nhưng mà cũng có gió á. Chỗ nào đau là chỗ đó có gió nhiều á. Nè cả nhà ơi, này là theo yêu cầu của các bạn nè. Chứ giác dày trên vùng da non cũng hơi đau tí ha Ngọc. Hơi đau. Tại cái da của Ngọc mỏng quá. Rồi gỡ được rồi á, nãy giờ cũng hơi lâu rồi đó. Có 1 phút rồi đó. Okay. Rồi bây giờ nãy giờ cũng lâu rồi nha cả nhà, thấy không? Có hơi gió chút rồi nè. Bây giờ Ngọc kêu Khmer gỡ ra nha. Gỡ ra đi. Sao mới ăn cua đồng xong giờ gắt cổ họng. Nè, chỗ này có gió nè. Nè, bầm luôn nè. Có gió này bầm chút nè. Nó, ngay chỗ này bầm luôn. Đau quá. Đi. Do ngực của Ngọc nhỏ cho nên giác được chắc 6 ống rồi. Đây nè, trời ơi nè, gió nè. Đỏ hết trơn luôn. Đây nè, nè. Này chắc cũng nhức nè, có sách đâu nhà. Có sách nước đâu mà sao nhức nhỏ vậy. Chỗ này hơi nhức. Nè, giác thêm lần nữa, giác thêm lần nữa cho cả nhà coi. Này, bấm cái máy quay, bấm cái viền hồi đi xuống luôn rồi trời. Không biết đường bấm luôn nè, bấm tầm là bậy, bấm tào lao luôn rồi nè. Được rồi. Để giác vòng qua nhìn mấy cái kẻ hở này cái nữa đi. Được rồi. Giác chỗ này nè. Tự nhiên nổi hột mụn có viên ghê á. Ngọc cho nó giác ống nhỏ. Nha. Đó, bịt liền. Đâu nữa? Để giác dài dài theo cái hang cua nè. Đúng rồi đó. Ôi trời, nó hết. Này ống mới. Cái ống bị ướt á. Đó, thịt liền nó cuốn vô luôn kìa. Cũng giống bị chạy vậy luôn. Đó, trời. Mấy chỗ này sao thích dữ vậy? Im quá à. Chỗ đó cục xương. Thì móng ngày dài ha. Còn giác được thì cứ giác. Ôi, ngày dài xương này, không giác nữa. Chỗ này để lên gì giác mới được nè. Cô chừng lấy nhầm cái ống đựng cồn giác hết chết luôn hết trời. Chỗ này giác được mà. Hết rồi, được rồi, giác để cho cả nhà đùa
xí Ô, là cầm kiểu cái gì đâu mà. gót. Nè thấy không cả nhà, cái này là Ngọc tự quay á, do không có cái chỗ để cái máy quay á, Ngọc tự quay luôn á, cho nên là nó hơi lung lơ lủng lưởng một chút, cả nhà mình coi video thông cảm nha. Thấy không, chưa có gió đâu, tí nữa mới có gió. Bạn xem đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Cả nhà mình nghe Khmer nói gì không? Xem nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho Ngọc và Khmer nhé. Cảm ơn cả nhà thời gian qua đã đồng hành cùng với Ngọc nha. Rồi clip sau thì Ngọc sẽ thực hiện yêu cầu cạo gió lưng của các bạn nha. Hy vọng là các bạn luôn ủng hộ Ngọc. Cảm ơn rất là nhiều, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tại vì mùa dịch này thì cũng hơi khó khăn, cuộc sống của mọi người hơi khó khăn. Thôi bây giờ chuẩn bị mình gỡ xong mấy ống giác này nữa, xin kết thúc video ngay đây. Giác ngực 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 cái Ngọc nhỏ quá, giác rồi có nhiều ống thôi cũng không có thời gian nhiều hết. Cầm cũng mỏi tay quá à. Rồi bây giờ Ngọc xin phép gỡ những ống giác này ra để Ngọc kết thúc video nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cho Ngọc nha. Có gió đó, nó chứ gió đỏ đó cho người. Đau quá. Đây này. Ô chỗ dài này gió bầm nè, nó hột 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 bầm bên luôn. Đây đau nè, bên đây chắc gió nhiều nè. Ôi ngay cánh bóm dán dán vô cái muốn sụi luôn, bóm luôn mà. Rồi để quay ra quay đây để Ngọc quay cận cái những dấu ống giác cho cả nhà mình xem nha. Đó, gió đó ít rồi chứ không có gió nhiều luôn. Rồi,